Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Thì mong các bạn luôn ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho bạn Ngọc Amelie cũng như cả lối trang bị mà đi lên rất là ok nha. Thì mình đã nghiên cứu thì cũng đã lâu rồi. Thì mình đã rút ra nhiều những cái kinh nghiệm để mình chia sẻ cho các bạn. Đây, đây là cái bản ngọc sơ bộ của mình. Thì công vật lý các bạn lên cho mình là 9 nè, tỷ lệ chí mạng 16%, xuyên giáp là 64, tốc chạy và tốc đánh 10%. Thì đi vào bản ngọc cụ thể chứ chúng ta không thể nào nó tổng quan gì các bạn sao mà gõ được những cái bản ngọc cụ thể việc đỏ rồi tím rồi lục được các kiểu. Thì chúng ta đi vào bản ngọc đỏ nha. Tỷ lệ chí mạng là 1.6% 10 viên nha các bạn. Và bản ngọc tím các bạn lên cho mình 10 viên, tốc chạy tốc đánh 10% nha. Đó. Và chi tiết hơn nữa về bản ngọc lục thì các bạn lên cho mình 10 viên, công vật lý là 0.9, xuyên giáp là 6.4. Đó. Chúng ta qua bên lối trang bị nha các bạn. Thì về trang bị thì các bạn tùy theo những cái chặng mà có nhiều cái vị tướng khác nhau mà mình chơi những cái tài chặng khác nhau thì chúng ta lên khắc nó làm sao và lên nó làm sao để mình đánh cho nó hợp lý nhất nha. Vì lối trang bị thì có thể là không bắt chi bắt dịch đó. Về bản ngọc thì mình không nói là bắt chi bắt dịch nhưng mà nó sẽ ổn định hơn về cái lối mà trang bị nha các bạn. Thì về trang bị thì chúng ta có thể lên là giày kiên cường, và shop thứ hai các bạn lên cho mình cái áo choàng thằng ga đó. Thì khi chúng ta lên cái áo choàng thằng ga này chúng ta sẽ nhận được 200 giáp và 1.000 máu tối đa đó, và 60 hồi máu trên 5 giây. Về cái lối trang bị thứ ba thì các bạn lên cho mình một cái thánh kiếm để nhận XP chí mạng nè. Đó. Thì thánh kiếm này thì chúng ta đã quá quen thuộc. Khi lên thì chúng ta sẽ nhận được 90 công vật lý và 25% tỷ lệ chí mạng. Và chắc chắn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lên một cái thương xuyên phá để nhận thêm công vật lý nha các bạn. Và cái shop thứ năm các bạn lên cho mình một cái áo choàng băng giá. Thì cái áo choàng băng giá này có chức năng là sẽ được giảm hồi chiêu và giáp và máu tối đa đó các bạn. Và cái shop cuối cùng các bạn lên cho mình một cái giáp hồn mệnh nha. Đó. Nó chính là một cái ngọc và trang bị cũng khá là đầy đủ nha các bạn. Mong các bạn theo dõi và like và đăng ký kênh mình nha. Mong các bạn luôn ủng hộ mình nè trong thời gian hiện tại và tiếp theo nha. Thì cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu của mình nè bỏ ra để theo dõi cái video clip của mình. Thì mình rất là cảm ơn và mong các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại các bạn nữa nha. Mong các bạn vào cái kênh của mình để xem cái lối trang bị cũng như là bảng ngọc của các vị tướng khác nha.